Nào đứng đây, bố chụp cho các hai anh em kiểu ảnh nào. Nào, đứng đây nhìn vào đây nào. Mở đầu nhá. Bắt đầu nào. Nhìn vào đây nhá. Một, nhìn vào đây cho em ơi. Nhìn vào đây. 1 2 3 cười lên. 1 2 và 1 2 và rồi. Mình chơi tiếp đi nào. Bố, đây là sung nam à? Hả? Đây là sung nam à? Cái gì? Đây là sung nam à? Đường. Đây cho hai anh em xem cái khen đây này, khen người Mông này này. Đây là cái khen của người Mông nhá. Đấy, khen to chưa? Ừ, đấy cái khen to chưa đây này. Ừ, đấy cái khen to không? Đấy. Ừ. Quá nhỉ. Đi đi mấy nhá, đi mấy nhá. À, đây là cái guồng nước này. Thích vào đây, chơi vào đây nhá. Giời. Đi đây, ta xem cái vùng nước này này. Bây giờ xem vùng nước nhá. Đây, vùng nước đang chạy này. À, đứng vào đây bố chụp cho kiểu ảnh nào, hai anh em ơi. Đứng dịch lên, lên đây. Ờ, được rồi nha. Ờ, rồi, nào bắt đầu nhá. Nào, nhìn vào đây nào. 1, 2... ba một hai ba một hai một hai ba một hai ba rồi xong rồi. Ừ, được rồi. Dũng ơi ra đây xem con ơi. Nổ ở đâu rồi? Ủa, ở quảng trường rồi. Anh không xem ở đâu. Ra đây nhanh lên. Bắn ở quảng trường cơ, không bắn ở đây. Nhìn thấy không? Cầm lấy cho bố bé xem. Tí nữa. Hết rồi, đi. Ờ, đi. Hả? Cái gì? Đi đi. Không, không, không. Để đi thôi.
Hết rồi con. Nào đi. Hả? Kem khoai Hàn Quốc. Kem khoai Hàn Quốc tươi ngon, xin kính mời bà con cùng chúng ta xin chân đây. Lấy được con vật. Kem khoai Hàn Quốc xin kính chào quý khách. Kem khoai Hàn Quốc xin kính mời bà con các bác, các anh, các chị, các bạn trẻ đến với sang làm kem khoai Hàn Quốc của chúng này. Em xin gửi thực hiện báo cáo các bác, các bạn trẻ chơi cơ hội. Kem ngon, củ vị, hoa quả, tươi ngon, kem ngon. Kem khoai Hàn Quốc xin kính chào. Kem khoai ngon đến lạ thường, an toàn và thực phẩm, không hóa chất, thực phẩm độc quyền thương hiệu. Kem khoai Hàn Quốc xin kính chào khách. Mời bà con cùng với chú bác, các anh, các chị, các bạn trẻ đến với gian hàng kem khoai của chúng.